Bà Rịa Vũng Tàu, số ca COVID-19 trong cộng đồng tiếp tục tăng cao. Liên tục ghi nhận số ca COVID-19 ngoài cộng đồng tăng cao trong những ngày qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu người dân không chủ quan và sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu hơn. Ngày 6 tháng 10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trong ngày 5 tháng 11, toàn tỉnh ghi nhận 72 ca mắc mới và trong đó số ca ngoài cộng đồng chiếm hơn một nửa. Những ngày trước đó, tỉnh này cũng liên tục ghi nhận mỗi ngày gần 100 ca COVID-19 trên toàn bộ huyện thị và thành phố trừ Côn Đảo. Số ca COVID-19 có chiều hướng tăng cao và phức tạp. Từ sau khi Bà Rịa Vũng Tàu nới lỏng nhiều hoạt động, nhiều người từ các địa phương khác trở về không thực hiện khai báo y tế và chưa ý thức tốt trong việc phòng dịch. Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị chính quyền các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang chủ động huy động mọi nguồn lực vào cuộc tham gia phòng chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan lơ là và mất cảnh giác trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Ngoài ra, các địa phương cũng được yêu cầu sẵn sàng với các tình huống xấu hơn để không bị động, bởi dịch bệnh có thể lây lan rộng hơn. Phải luôn duy trì việc ứng trực phòng chống dịch 24/24 giờ, sẵn sàng phương án ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Trước đó, Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố một số vụ án do những người từ các tỉnh khác trở về nhưng không thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe làm lây lan dịch bệnh tại địa phương. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.